cuối cùng mà được view rất là đẹp, nhìn cầu Rồng. Hai tuần có cái bên này khá là vui, nhiều cái điểm vui cũng như cái điểm buồn. Không rành nó thực hiện của mình sẽ giúp cho mọi người rõ hơn cảnh quan của thành phố này nha. Là thứ hai thành phố yên lặng rộng đây thấy cho con ngoài đây là công trình Prudential, công ty bảo hiểm. Đó là ngày cuối cùng ở công trình nha các bạn. Còn đây là anh Đen, anh Đen là núp sâu cái màn cửa ra, không chạy thoát được đâu. Anh nghe nghĩ anh Đen chạy thoát được em. Đây là anh Đen của mình nha các bạn, anh Đen chưa có người yêu. Đẹp trai, giỏi giang chưa có người yêu. Đây là hệ tủ locker. Đâu chỉ đề đó mà tường chỉ bắn đó chứ. Đây là Siêu Quân có vợ rồi nhưng mà xe vợ cũng đang tiến người yêu nha các bạn. Đó, ngày cuối cùng ở công trình nữa các bạn, mệt quá nè, quá mệt mỏi với công trình này. Đây là chức trụ thần thánh của công trình này. Uống uống công công lượng lượng. Đó, họ mà mình chốt rồi thì cứ mình để bán luôn rồi. Bán đi. Mình chốt rồi cứ bán đi. Cứ không siêu à, cứ cái bánh kéo là cái đủ là chưa bánh kéo rồi biết kéo rồi. Đó, nhấn nhất công trình là cái trần. Mấy sân lại đây là trục đường Trần Phú, mình sẽ ra trục đường Trần Phú. Này ở số 205 Trần Phú đó các bạn, rất là đẹp, trục đường Trần Phú này các bạn. Vin đẹp các bạn, trục đường Trần Phú này cao, mình đang đứng ở tầng 8, hơi ngợp các bạn. Cho các bạn nhìn dòng người chạy xe một lúc nha, đèn rất yên bình. Quay này nhìn cũng rất là sợ luôn, cao, hơi cao. Đây là phòng khám này, phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng, đèn mới mở chưa khai trương các bạn. Rồi, tạm biệt các bạn, chúc các bạn xem video mình vui vẻ và có những thức bút nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người.